Xin chào các bạn. Trong video này tôi sẽ hướng dẫn cho bạn cách chuyển hình ảnh sang Word. Giả sử như đây, tôi có một hình ảnh. Bây giờ tôi sẽ mở cái hình ảnh này lên. Đó, đây là hình ảnh của tôi. Bây giờ tôi muốn là chuyển toàn bộ nội dung có trong hình ảnh này sang file Word. Do nó là file ảnh nên tôi không thể nào mà copy được. Vậy làm sao để tôi có thể là chuyển toàn bộ nội dung này sang file Word? Nếu như các bạn chúng ta làm theo cách thủ công, tức là các bạn chúng ta mở Facebook lên. Sau đó các bạn chúng ta nhìn vào hình ảnh để các bạn nhập từng chữ đó. đó, nếu như bạn làm như vậy rất lâu và mất thời gian. Thay vì vậy trong video này tôi sẽ hướng dẫn cho bạn một cách cực kỳ nhanh giúp bạn có thể là chuyển tới một nội dung có trong hình ảnh sang Facebook. Thì cách làm cụ thể như sau. Đầu tiên á, các bạn chúng ta sẽ mở trình duyệt lên. Bạn có thể là sử dụng Firefox, Cốc Cốc hoặc là Chrome tùy bạn nha. Ở đây tôi sẽ sử dụng Firefox. Tiếp theo tôi sẽ truy cập vào google.com Rồi sau đó ở đây tôi sẽ tiến hành là đăng nhập tài khoản Gmail của tôi vào Rồi sau khi tôi đã đăng nhập tài khoản Gmail của tôi vào rồi á Tiếp theo tôi sẽ chọn vào biểu tượng ô vuông này Và chọn vào Drive Thì lúc này á nó sẽ lock vào tài khoản Google Drive của tôi sau đó ở đây tôi sẽ tiến hành là Up hình ảnh vừa rồi lên tài khoản Google Drive của tôi bằng cách là ở dòng ra của tôi nè tôi bấm vào tâm giác chuyển xuống, chọn vào dòng là tải tập lên. và bây giờ tôi sẽ chọn vào hình ảnh vừa rồi. đây là hình ảnh mà tôi muốn chuyển qua facebook nè bây giờ tôi sẽ chọn vào nó, bấm vào open. thì lúc này á, hình ảnh nó sẽ được tải lên google drive của tôi. đó như vậy là nó đã tải xong. sau khi tải xong rồi á, bây giờ tôi sẽ lock lại tài khoản google drive của tôi. bằng cách là quét chọn vào đường dẫn bấm enter đây chính là hình ảnh chứa nội dung mà tôi muốn chuyển qua Word đó nó đã up lên thành công tiếp theo tôi sẽ bấm phải chuột vào nó lưu ý nha các bạn chúng ta sẽ bấm vào giữa này để chuột vào dòng là mở bằng chọn vào Google tài liệu thì lúc này á nó sẽ mở hình ảnh bằng Google tài liệu đó các bạn chúng ta đợi khoảng vài giây nha ở phía trên đó là hình ảnh của tôi còn phía dưới á là nội dung có trong hình ảnh. Đó các bạn thấy không? Nó giúp chúng ta có thể là chuyển nội dung có trong hình ảnh sang file chữ này. Tiếp theo các bạn chúng ta sẽ quét chọn vào nội dung này. Đó, quét chọn toàn bộ. Bấm phải chuột, chọn vào sao chép. Sau đó các bạn chúng ta sẽ vào Word này. Ở đây tôi sẽ mở một file Word mới này. Tiếp theo tôi sẽ dán ra. Đó, các bạn thấy không? Rất là nhanh chóng. Bây giờ tôi có thể là Đến dạng lại nội dung Đó, Cực kỳ nhanh chóng luôn Đó, Làm cách này á, Thì giúp chúng ta có thể là Lên nội dung trong hình ảnh Mà không cần phải gõ lại Rồi nếu như các bạn chúng ta muốn là Chuyển hình ảnh khác á, Thì các bạn chúng ta làm tương tự nha Đó như vậy là Trong video vừa rồi Tôi vừa hướng dẫn cho bạn cách chuyển hình ảnh sang Word. Nếu thấy video hay, hữu ích thì bạn hãy đăng ký kênh và chia sẻ cho nhiều người khác cùng xem. Cảm ơn đã theo dõi.